Ladies and gentlemen. Kính thưa quý khách, đoàn tàu đang đưa quý khách đến ga Quảng Ngãi. Quý khách có vé xuống ga Quảng Ngãi, kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên trên tàu. Quý khách lưu ý, do đoàn tàu dừng hẳn trong sân ga, tiếp viên sẽ mở cửa để quý khách xuống tàu. Đoàn tàu dừng tại ga Quảng Ngãi để đón tiện khách trong ít phút, sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh. Nếu không cần thiết, đề nghị quý khách không nên xuống ga để tránh nhỡ tàu.